Hello cả nhà, mình là Thỏ đây. Từ từ nhé, mình phải đi tìm cái phòng mình ở đã. Và hôm nay mình đã thuê một cái căn homestay cùng với hội chị em của mình. Và cái căn homestay này thì mình thuê ở trên Traveloka. Bây giờ thì mình sẽ mở cửa phòng đã. Từ từ, chờ tí nhá. Mình phải xuống đón hội chị em đã, chúng nó không có thẻ lên. Okay. Biết tại sao phải mặc bộ này không? Hôm nọ tôi định mua bộ này. Mua cho tao bộ này. Bộ này đẹp hơn bộ màu đen nhỉ? Bộ màu đen bị già. Bộ này có hai màu trắng đen mà. Thế thấy nó chạy quảng cáo trên Facebook. Căn này xinh quá nhỉ. Đây là căn nhà mà chúng mình sẽ ở đêm nay. Thuê bao tiền đấy nhỉ? Triệu mấy hay sao? Chủ lạnh. Không có gì ăn. Sương sương ở đây thì chúng mình thấy là có một cái phòng khách khá là nhỏ nhắn và xinh xắn. Cắm cái điện lên, phải đang máy lên để cắm điện chưa? Hoa cũng xinh nữa, tao nghĩ là sẽ chụp ảnh rất là đẹp luôn ý. Cây cối xanh mát. Nhà này kiểu theo phong cách minimalistic, nhà tối giản ý. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Hoa, đáng yêu ấy. Nhưng à, mình bật mí cho mọi người nhá. Mi đi ra đây. Nào, hôm nay mẹ Mi cho em Thỏ đi chơi. Đây hôm nay em gái tao là gì đấy? Điên à, tao là này, con nhìn, gái nhìn này. Váy này, váy không thể xòe cơ. Còn cái tóc nữa. À tao có một cái váy xòe đấy, tí tao mặc váy xòe với mày. Ok. Sao với ba mẹ mà? Đây, con mẹ đang mặc áo xòe. Con mẹ bầu. Ôi mẹ ơi, cái tủ này xinh nè. Tao có thích một cái tủ như thế này. Biết thế ngay sau tao đóng một cái tủ như thế này. Sao mày không biết sớm hơn nữa. Bye bye. Hai cái tủ ạ? Ờ, không phải là thông nhau à? Ờ, thông nhau mới vui đúng không? Hello. Cười. Hello. Đây là căn phòng ngủ nhỏ hơn, không có tủ. Để co thêm một chút thì sẽ xinh. À đấy còn là, ôi giời ơi, là mình cứ phải mặc cái bộ quần áo này trên người chỉ. Thôi thay đi. Nhăn. Treo nó lên. Ở đây là bàn ăn, có một lọ hoa rất xinh. Bếp thì cũng khá là đầy đủ đấy. Có bát đũa đây này. Đây nè. Kiểu căn nhà này nó rất là xinh ý. Thì mình thích ở homestay để cho nó không gian nó kiểu private ý, thoải mái. Với cả bọn mình ở 5 người lận, nên là nếu mà ở khách sạn phải chia phòng, hoặc là phòng sẽ không được đẹp lắm hoặc rất đắt. Thế là khi mà mình tìm thấy cái căn này mà với cả nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu ấy. Ừ. Kiểu homestay nó cũng thoải mái hơn ở nhà riêng. Cái cảm giác ở khách sạn nó bao giờ cũng khác. Bọn mình rất là thích ở nhà riêng, ở căn hộ, ở homestay. Thế nên là bọn mình quyết định là thuê cái căn này. Căn này thì nó ở ngay một cái tòa chung cư ở Đê La Thành, khá là gần với nhà mình. Nhưng mà ở cái mạn Đê La Thành này thì bọn mình đi đâu cũng được, đi đâu cũng tiện, lên phố cũng tiện, mà về khu Cầu Giấy cũng tiện. Nói chung là nó ở giữa ấy. Thế nên là nếu mà các bạn book ở đây thì các bạn sẽ có rất là nhiều nơi để đi, nhiều chỗ để ăn. Bây giờ phải chờ hải ngáo để còn đi ăn đã. Đói quá. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi và vẫn chưa được ăn sáng. Đây là nhà tắm của chúng mình. Hello. Khá là xinh xắn. Nói chung căn hộ này là một căn hộ mini rất xinh và đáng yêu ấy. Mình thấy cái căn homestay này này, điểm cộng của nó là có thể dành cho một cặp đôi chẳng hạn cũng vừa, hoặc là một nhóm bạn đi du lịch cũng ok, cũng đáng yêu, cũng dễ thương. Kể cả nếu mà bạn ở đây bạn có thể ăn trời khu Cầu Giấy. Khu Ba Đình, Đống Đa rồi lên Hoàn Kiếm cũng không xa lắm, đi thẳng cái mã này là lên nhỉ. Phù hợp với rất nhiều người, trừ một điểm đấy là nó chỉ có một phòng vệ sinh thôi. Thực ra tại vì nó cũng chỉ giới hạn có 5 người thôi. Cho nên là cái việc mà một phòng vệ sinh thì nó cũng không có vấn đề gì lắm. Bọn mình có nên mua đồ về để co trang trí phòng cho đáng yêu không nhỉ? Tổ chức party ở đây, party tại gia. Thôi, tao mặc váy ngắn rồi. Nhìn ạ. Sông chú này. Bọn nó vừa bảo cho mình đi ăn bún đậu mắm tôm, xong bây giờ chúng nó lại đòi đi ăn bún chả. Bún chả ngon hay bún chả ngon? Bún chả Obama. Cũng nổi tiếng ở Hà Nội mà. Mình thích ăn bún đậu. Thực ra mình... Nhưng mà thôi, mình sẽ cho chúng nó đi ăn bún chả. Mình chưa được ăn bún chả Obama bao giờ, cho nên mình sẽ đi ăn thử. Bây giờ phải đi tìm bún chả Donald Trump để ăn nhá. Hôm qua mày vừa ăn bún đậu rồi mà. Ăn bún chả Obama hết nhiệm kỳ rồi. Bây giờ phải đổi sang ăn bún chả Donald Trump. Thế là mình sẽ đi ăn bún chả ngon mọi người ạ.
hay là bún chả ngon? Selfie một tí. Chúng mày luôn luôn ở đằng sau tao để mặt bé hơn đúng không? Mọi người ơi, không phải là mình thích ở giữa làm tâm điểm đâu, mà chúng nó thích cho mình vào giữa để mặt mình to nhất ý. Ngồi giữa không sung sướng gì đâu. Đừng hiểu lầm mình. Ngày ngáo mang ba lô xong không mang một bộ quần áo nào trong ba lô của đường mình. Nhớ ra là quên không này, mang quần mọi áo. Người ơi, nó bảo là nó béo. Chỉ cho mình cái đoạn béo của nó ở đâu rồi. Ừ. Không, mấy con nhà này đều bị ám ảnh cân nặng ấy. Ở đấy rất là đông và rất là đông khách du lịch ý. Mình ăn ở đây mấy lần rồi, thấy cũng ok. Và mình nghĩ rằng là các bạn du lịch sẽ thích chỗ này. Tại vì không chỉ là bún chả ngon, mà đây là địa điểm gắn liền với Tổng thống Obama đã từng đến Việt Nam ăn. Nên là mình nghĩ rằng sẽ rất nhiều người tò mò xem là vị của nó như thế nào đúng không? Ở đây có cả combo Obama đấy. Hôm nay Thủy xuống bay chuyến muộn nên là Thủy xuống sẽ hạ cánh ở Hà Nội vào lúc đêm. Mời nha. Mà 3.000 một suất, 35.000 một cái nem hải sản, 8.000 một cái nem nướng. Là mình ăn tầm 35-40.000. 35.000. Hôm nọ ăn ở Hải Phòng có 20.000 luôn. Lần đầu tiên được đi xe buýt 2 tầng ở Hà Nội. Chắc là mình cứ lên đi. 24 nồi bánh chưng chưa được đi xe buýt 2 tầng. Từ cái hồi Hà Nội xe buýt 2 tầng thì đây chắc là lần đầu tiên. Bao nhiêu một khoai sọ bây giờ mới được đi xe buýt 2 tầng ở Hà Nội? Ăn hơi bị tốn bánh chưng rồi đấy nhá. Nếu mà các bạn muốn mua vé thì các bạn chỉ cần đặt trực tiếp ở trên fanpage của Hà Nội City Tour. Mình sẽ để page ở phía dưới description box. Người ta sẽ gửi một cái email để xác nhận đặt chỗ và các bạn mang cái email đấy lên trên xe là được. Cứ 30 phút thì sẽ có một chuyến. Và chúng mình đang rất là vui tại vì hôm nay thời tiết thật là đẹp. Ngoài ra đây là cảm giác khi các bạn có xe mui chẳng. Hiện giờ thì bọn mình đang có mặt ở hàng mã để mua đồ trang trí decor. Tối nay bọn mình sẽ mở party tại gia. Sắp đến Noel rồi, ở đây sẽ kiểu bạt ngàn cây thông. Chúng nó là đang sống ảo đấy. Chúng nó ở có một buổi đêm thôi. Chúng nó mua gần này đồ làm cái gì không biết đâu. Thật ra thì họ mua đấy, thì họ mua kem hơn 100.000 một cái, mua cả M&M, mua cả cô la. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí decor phòng. Yeah. It's been a day stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls. It's been a day
We gonna get wavy, layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we could holler at the boys, looking so good, whistle when they walk by. Cause we know what they want, but we just laugh. Yeah, we won't let them get away with that. Có tiếp viên hàng không? Thế nhưng mà đi làm mỗi ngày đi làm về thì sẽ ra nông nỗi này đây. Không bị bỏ đói đây. Thương chưa? À ôi, trên máy bay người ta không cho em măng à? Chị tưởng bình thường em mà em có cá hồi cơ mà. Hôm nay người mùi sợ quá. Nó ăn nhiều quá rồi đúng không? Nhưng mà đấy. Hôm nay có cá hồi đấy. Em ăn mì nhưng mà uống potega. Mày làm nó thủng hay là làm nó bị như thế đúng không? Nó không thể nào mà căng được đúng không? Nhưng mà nó vẫn ra hình con thỏ. Đây là con thỏ. Ừ. Con thỏ này đã ấy đâu. Nó hơi bị hư thôi. Nó làm thủng rồi. Con Hải nó bảo mình làm. Mày xê ra để đấy tao làm cho. Mày không đâm thủng thì làm sao mà mày bơm được? Thế là nó đâm một phát thủng luôn. Không thể nào cứu vãn được nữa. Mũ ra đâu hả mày? Ui, cái mảnh này nó to như thế á. Làm tao mua tận 3 cái chứ. Nhưng mà mình phải đè lên nhau. Nhưng mà đè lên nhau nó mới đều mày ạ. Mình gắn khắp nơi luôn. Hay là mày cứ gắn đi đã, tính sau. Anh khó. Sao tao động như gì vậy? Trời bong tường không nhỉ? Em để em. Oh wow. Đã mọc sừng rồi còn tích cỡ kẻ. Tế đi. Căn chưa? Nhiều chữ lờ ngược hay sao ấy? Mình vừa ăn mì tôm xong. Mình chị đi. Một sừng. Cúc chị thỏ. Thỏ há bầu ra. Mũ đen à? Nhưng tại sao mày hút tao lại bắt tao há mồm? Ăn kem đi, kem ốc quế. Mày vừa bảo là mày hút tao xong bây giờ mày lại bảo là ăn kem, thích lừa không? Kem ốc quế hút khúc vào mồm. Nó mịn dần ý mày. À. Thật ra ấy, bọn mình định ra đường uống rượu lên phố cổ tạ hiện phố đi bộ các kiểu con đà điểu cho mọi người. Nhưng mà thực sự thì quá mệt. Cuộc sống night life thật là phức tạp. Mình vừa đi bay về mệt. Bọn mình thế cơ mà. Mục đàn ca 6 nhị kia không ở trong túi này. Tao nghĩ là đoạn này tao sẽ không cho lên. Sống mà người thì hưởng thụ. Tao nhìn thấy cái cây này mà tao tức lắm. Chị có mang tao tức mà tao đang định dọn nhà. Tao quên mất là tao đang định dọn nhà luôn đấy. Chị có mang đồ màu tím không? Mặc ra bảo tao tức tím người luôn á. Tím người. We look fine tonight. Fly. Looking fly tonight. Ooh. We
đuối luôn đấy mọi người ạ. Quá là mệt mỏi với chúng nó luôn. Mi với Ga Sen đang xuống lấy roi rồi, bọn mình vừa gọi roi về ăn, lúc nào cũng phải gọi roi về ăn mới chịu được. Rất đam mê ăn roi. Mọi người thấy là hôm nay mình du lịch Hà Nội, mình làm hẳn cái kép tóc Hà Nội không? Hà Nội, điệu chịu được. Hợp mà. Con cá đuối nhỉ, nó cứ đuối đuối đấy. Mày đuối đuối ý. Đuối đuối. Đuối đuối là hơn gì? Sao em đã không hoa kìa, em đã được về. Quên là hộp roi huyền thoại. Uầy, hôm nay anh bán roi lại cho mình roi ngon rồi. Uầy, roi này đỏ thế. Đẹp thế. Anh nghĩ bảo là lúc nào em cũng được ưu tiên roi ngon. Cứ mà hàng vừa em cũng cho em roi ngon nhất. Không biết là roi của anh này ngon thật. Quên mẹ. Không kịp mẹ. Sao quên mất hả? Lại nữa. Mọi người nhìn vào đây nó đổ ra vị này. Lần trước mình chỉ có nải vì nó đổ đấy, xong rồi hôm nay mình sờ sờ ở chỗ này không có lỗ nhưng mà phát hiện ra dưới này là có lỗ. Ngủ quá. Bọn mình đã chốt cửa vào rồi. Chào ăn đi. À. Không nên có những con bạn đều. Gặp bạn phải chơi. Sau đây sẽ là lớp dạy nhảy aerobic của chúng mình. Thủy ơi, mệt quá. Đoạn này hơi lâu. Một là chỉ dùng tay thôi, chưa được dùng người. À, không được dùng người. Hai là chúng mình sẽ đặt chân sang đánh hông. Ba, chúng mình sẽ dùng thêm một tay còn lại. Bốn là chúng mình sẽ lắc đầu. Và đấy là động tác nhảy bốn nhịp của chúng mình. Freestyle. Ai gọi tao đấy? Yêu tao ạ. Nhảy. Anh lên luôn đi cho chúng nó sợ. Bây giờ là giờ tẩy trang để đi ngủ. Sau khi mà bọn mình đã phá nát cái phòng này và làm việc chán chê rồi, đi ngủ thôi. Đến giờ đi ngủ rồi, mệt thôi. Con mẹ bầu dậy tẩy trang ngay khẩn trương, không ra xấu. Anh em nằm loi cái rốn rồi kìa. Anh em dậy tẩy trang ngay rồi ngủ. Con mẹ bầu nó ngủ từ lúc nãy. Ờ, con mẹ bầu còn tí hí thôi. Xong rồi kiểu nó ra vừa ngủ từ cái lúc mà bọn mình còn đang làm việc cơ. Bọn mình thuê cái nhà này hết 1.6 triệu. 1.6 triệu mà chia cho 5 đi, 300 hơn một người. Cũng không phải là đắt đây nhỉ. Ok đấy. Có cả bếp, các bạn có thể nấu ăn. Chung là mình thích ở căn hộ là vì thế. Vì ở khách sạn tính ra cũng nào đắt. Thủy bảo là các chị ơi, tối em nấu mì cay cho các chị ăn. Dậy ngay. Dậy nấu mì cay. No. Wait. Khi các bạn gặp chị Thỏ ngoài đời, các bạn sẽ thấy là chị Thỏ là một con thỏ điên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, kiếp. Để không, đừng để hàng xóm sang gõ cửa. Đây, nấu mì cay, nấu mì cay. Nhưng mà anh đang rồi, bây giờ em nấu không được ăn. Đúng rồi, mày đâu không được ăn, nhưng mà bọn chị được ăn, có mẹ bầu đòi ăn kia kìa. Này, mẹ ơi, mày ngủ mày không bật điều hòa. Trời lạnh mà chị. Lạnh nhưng mà nó bí. Mấy đứa bạn nó dậy nó đun nước, phần còn lại mọi người lo. Cái phần quan trọng nhất là gì nữa. Nó lừa bọn mình rồi. Sen ơi, nó lừa. Ăn mì cay không Sen? Không hy vọng gì ở Thủy. Để nào ăn mì cay giơ tay. Tteokbokki. Thôi mình lại phải ra nấu cho chúng nó vậy. Đầu tiên mình sẽ nấu tteokbokki cho con hải ngáo. Bật mí cho các bạn nhé, đấy là chúng mình sẽ có một cái meet and greet
của LML Story và Con Thỏ vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Ô, mình đến thăm rồi. Nếu mà bạn muốn tham gia thì hãy đăng ký ở link phía dưới nhé. Mình sẽ để link phía dưới cho các bạn xem. Ô, tải ảnh lên chưa? Tải lên the right chưa? Đang tải ảnh thì phải quay nên là sẽ đổ một ít nước sôi vào đây. Sao cho ngập nước cookie. Sau đấy là các bạn sẽ đậy nắp vô. Dễ nấu. Shaking, shaking. Để cái này ở mức thấp thôi. Sau đó các bạn quay một tí. Tại vì nếu mà để mức cao nó sẽ bị nổ. Ok, hôm nay bọn mình sẽ thực hiện một thử thách. Nấu mì bằng chảo như mì béo yêu cầu. Lo bị sóng chứ mày ơi, mở lọ. Bẻ đôi mì ra. 3 phần mì cho gia vị vô. Homestay này thật là kỳ, cho một cái nồi to quá cơ. Ơ không còn. Hỏi thấp. Tteokbokki này nó đã chín chưa? Nóng thế. Châu trực chờ ăn. Phải trang rồi. Đây là bộ mặt thật của LML Story. Trông mặt này vẫn bóng lắm. Ừ. Trông hiền thế nhở. Con cá nhà ai mà hiền thế nhở. Bày hết cả lông mày các kiểu. Mình vẫn còn lông mày biết tại sao không? Bạn mình làm sao lông mày đó. Trông mặt này mình lần đầu. Mình mua 3 gói mà các bạn chỉ nấu cho mình có 1 gói mì. Ăn hết đi rồi bố mày nấu thêm cho con. Khi mà phải dừng lại để chờ 1 gói mới thì bạn sẽ không có ăn nữa. Đấy là cách mà chúng nó ăn mì đấy. Để đỡ béo. Đây là được. Mùi ngon lắm. Đứt kéo chồng à? À biết rồi, bọn mình ăn mì hải sản đi. À chị là Khánh. Trời. Chị là Khánh đấy. Mình đang tưởng một gói mì khác không cay. Hóa ra là cho cua. Ngon thật. Chị tưởng mình nấu một gói mì khác. Trong khi bọn mình chỉ mua 3 gói mì cay á. Ăn mì hải sản đi, không cay đâu. Ta xem tteokbokki hải sản. Ăn mì cua nhá. Và nó đã quyết định đi nấu thêm một gói mì nữa. Thế nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không ăn nữa. Còn là phô mai. Ờ, cho ta có phô mai được không? À, ngô. Ngô. Hay là ăn mì tôm. Bây giờ đi đánh răng. Xong rồi sẽ đi ngủ đây. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai. Bye. Morning. Mặt mũi sưng không biết mới gần lên, nhìn này. Mặt đại sưng. Bây giờ là 9 rưỡi sáng. Mặc dù hôm qua 5 rưỡi mình mới ngủ nhưng mà sáng ra mình đã bị chúng nó nào là con Hải nó nói điện thoại buổi sáng lúc 8 giờ. Và nó kết nối với cái loa nghe nhạc Bluetooth. Xong rồi à. Âm Mỹ. Âm Mỹ ở nhà lên, xong rồi mình bị tỉnh. Mà mình ngủ rõ muộn à, đang ngủ thêm một tí. Ôi, không biết bọn chị ngủ nào luôn, em ngủ bắt lưỡi luôn. Ờ, con Thủy ngủ bắt lưỡi từ 12 rưỡi. Trông kìa, trông kìa. Chạy kiểu nó tròn luôn ấy. Ôi, mặt sưng như một cái gì luôn ý. Ai mặt cũng sưng luôn ý, phát sợ. Ngớ ngẩn đấy. Ừ. Khâu, khâu. Đây để em đi xuống. Thầy nhớ phải về trước rồi. Hẹn bye bye đi. Bye bye. Sáng nay tất cả mọi người đều rất là bận ấy, nên là bọn mình định là đi cà phê và ăn sáng cơ nhưng mà không có thời gian nữa. Mình đã từ 5 rưỡi sáng chỉ để upload và làm video cho mọi người. Mình rất là thích cái homestay này tại vì các bạn chăm sóc khách hàng làm việc rất là tốt luôn. Từ hôm qua đến giờ kiểu mình nói chuyện với các bạn ý, các bạn lập một cái group Zalo. Sau đấy thì các bạn ý gửi cho mình các thông tin check in rồi nói chuyện rất là nice. Xong rồi sau đấy thì sáng nay các bạn ý nhắn tin chào buổi sáng mình. Và xong rồi hỏi thời gian mình check out. Sau đấy lại gửi cho mình một số các cái thông tin check out khi cần. Xong kiểu nói chuyện rất là dễ thương ấy. Thật ra thì kiểu đôi khi mình hay thấy là ở trong Sài Gòn làm service tốt hơn ở Hà Nội. Nhưng thực sự là các bạn ở homestay này làm service cực tốt luôn. Bây giờ bọn mình sẽ đi về đây. Kết video, mình muốn gửi tới cho mọi người một cái chiến dịch săn sale mới của Traveloka mà mình nghĩ rằng sẽ rất là có lợi cho tất cả những bạn subscriber của Thỏ. Nếu mà bạn
đang muốn đặt phòng để đi du lịch trong mùa đông sắp tới rồi dịp Noel sắp tới thì hãy nhanh chóng tham gia chiến dịch săn sale lên tới 45% trên app Traveloka nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người ấn vào app Traveloka ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ thấy cái chiến dịch Hotel Han Fun Fest từ ngày hôm nay 15 tháng 11 cho tới ngày 31 tháng 12 của năm nay. Khi mà bạn click vào cái biểu tượng Hotel Hunt thì các bạn sẽ được chuyển sang một cái trang và các bạn có thể săn khách sạn giá rẻ được giảm giá ở rất nhiều tỉnh thành và thậm chí là ví dụ như ở đây mình có thể thấy Đà Lạt, Sapa, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, có cả Thái Lan và Singapore nữa. Như cái Terracotta Hotel Resort của Đà Lạt đang từ 1,7 triệu mà được sale xuống còn có 1 triệu một đêm thôi. Nó rẻ kinh khủng khiếp luôn ý. Mình ước gì có Alex ở nhà để mình có thể đi du lịch nhiều hơn, tại vì thực sự mà nói với cái giá săn sale này thì quá tiết kiệm cho những bạn nào mà đam mê du lịch. Mọi người sẽ thấy con số giảm giá choáng ngợp. Nhìn cái Dallas Place này được giảm giá từ 5,4 triệu xuống còn 2,9 triệu, giảm một nửa luôn ý. Thực sự quá vi phạm khi mình sắp phải đi du học thời gian sắp tới. Nếu không thì chắc chắn là mình sẽ book khách sạn và đi du lịch ngay lập tức. Nhìn cái list này mình lại muốn đi du lịch vòng quanh Việt Nam, đặc biệt là đi Đà Lạt. Và đừng quên là hãy sử dụng code giảm giá HUNT15THỏ, mình sẽ để code ở đây, để chúng mình có thể được giảm giá 10% lên tới 250.000 cho những chuyến du lịch sắp tới nhá. Và nếu bạn cũng là một người đang săn khách sạn giá rẻ và đã săn được khách sạn giá rẻ ở trên Traveloka rồi thì hãy comment cho Thỏ biết ở phía dưới nhé mọi người nhá. Đây là món quà mình muốn gửi tặng mọi người cuối video của ngày hôm nay, và Thỏ hy vọng rằng là mọi người đã thực sự thấy cái video này của mình vui vẻ và đem lại tiếng cười cho mọi người nữa. Bây giờ thì có lẽ là Thỏ sẽ xin phép kết thúc video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt.